nên dành những chủ động hai đôi hơn đã chưa đến rồi và hai đôi đang là tiền tiêu Đức Thắng. Xin giới thiệu lèo số 13 Lê Đức Thái Bắc Giang Thái Nhất Thắng mang trang phục đen da đỏ gặp Văn Huy của bà người mang trang phục đen da tím điều khiển chính trọng tài sở hữu Chu Thiên Trung. Hai đô theo lệnh trọng tài chống xe lại
tay biết được chạy vật trình độ thế nào. Hai tay là được bao giờ? Hai cân đã làm thủ tục được. Các tay nhau và các tay chạm cả. Các bạn chuẩn bị bị chạm chân các bạn. Nhưng mà đã cái đỏ ngay này, hơn, chắn hơn. Cái đỏ chắn hơn nhỉ? Có chỉ động vật thì không biết như này đỏ cho chung khỏe. Nhưng như ở sới vật, ông Hà chúng ta. Chúng ta đang nói với những tất cả được các lạc bộ của con đội. Lớp đều. Và rất nhiều năm phải có những kiên tướng. Đã từng tham gia SEA Games về huấn luyện hàng đầu của Hồng Hà chúng ta. Và đến nay sự trưởng thành của các bộ phận Hồng Hà có những hàng đầu theo nghiệp quân đội và đã giữ chức đại úy. Và đã từng tham gia SEA Games cũng như chương trình thi đấu của châu Á. Và nghe nói là ở Hồng Hà chúng ta có một hàng đầu, tức là tham gia đá đặt trong chương trình ASEAN. Thế vận hội ASEAN của châu Á đã giành huy chương vàng và sau khi về nước thì không có đối thủ ở hạng cân đó. Thế này trồng cái đường nét nó là đẹp. Thế này các bạn nói thì các hai đôi này cũng đã từng tham gia ở trên các hội làng và tham gia ở các câu lạc bộ và tham gia giải toàn quốc. Xin chân trọng kính mời ông quan tâm.